đạn rocket rớt gần thành phố Tel Aviv, tin từ Tel Aviv. Một nguồn tin an ninh cho biết, một quả đạn rocket bắn từ dải Gaza đã rớt xuống biển gần Tel Aviv. Còi báo động đã reo lên trong thành phố thương mại Do Thái trong thời gian bận rộn nhất của buổi chiều, làm những người đi xe bus phải chạy vào các nơi tạm trú.